Để mà nói về các phân khúc crossover hạng B này á, thì có rất là nhiều đối thủ như là Kona Seltos, Honda HR-V nè, vân vân. Nhưng mà hôm nay em mang đến cho quý anh chị một con xe nó là crossover hạng B, giá cực kỳ mềm nhưng mà công nghệ cực kỳ tốt luôn. Cực kỳ nhiều luôn nha. Đến từ thương hiệu Anh Quốc nhưng mà nhà nhập về là lắp ráp tại Trung Quốc nha quý anh chị. Hãng MG. Thì trước mắt quý anh chị là một con MG ZS bản Lux nha quý anh chị. Bản Lux đi siêu siêu nước luôn, chưa có lại xong. Thì xíu em dạm quay ô đô cho quý anh chị xem. Đấy, cái mặt phía trước là mặt ga lăng đèn LED này rất là sáng, sạch sẽ nha. Đấy, quý anh chị xem cái phần đặc biệt đây. Trên cái phân khúc này á, cái MG ZS là điểm nổi bật trước tiên, hơn hẳn so với đối thủ là Cam 360 nha. Và xíu có cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Panorama xíu em dạm quay cho quý anh chị xem. Đấy, trang bị cho mình là bóng bi LED nè, biển số 72 là ở Vũng Tàu, bên em sẽ hỗ trợ rút gốc sang toàn quốc nha. Quý anh chị yên tâm nhận xe pháp lý. Xe có xe màu đen nè, liền lạc, đồng màu từ trước ra sau, rất là bóng bẩy luôn. Đấy, rất là điềm tĩnh thanh lịch. Trang bị cho mình là bốn hình đĩa trước sau, mỗi bên hai cái. Vỏ là vỏ zin theo xe Yokohama. Đấy, tầng thứ 10 của năm 2021 nè. Mâm này là mâm 17 inch nha. Đấy, xe chủ đi chưa qua Goday xong nữa quý anh chị, thì các chi tiết nội ngoại thất thì cũng như là thu mỗi xe mới, xe hãng thôi, rất là mới. Xe này thì vừa về em lên sóng liền để phục vụ quý anh chị luôn. Xe này dọn nước rửa nước qua là bàn giao tại quý anh chị được rồi nha. Cầm lùi cảm biến lùi đầy đủ luôn, ba bốn mắt cảm biến. Đấy, động cơ 1.5 cho ra công suất 115 mã, thì lâm quanh mức ta hao nhiên liệu khoảng 5.8 đường ngoài đô thị 6.5 kết hợp và trong đô thị 7.75. đấy, có một nhược điểm á, thì so với MG ZS là động cơ 1.5 thì nó gọi là nó yếu hơn nha, nó đi nó cũng yếu hơn, nhưng mà không sao, xe nó động cơ nhỏ thì đi nó tiết kiệm hơn. Đấy, khoang cốp thì cũng là rất là rộng rãi nha, nói chung thì không có gì phải bàn này. Đấy, bánh xe cua chưa hạ thì cái này nó anh chủ có lót thêm cái miếng nhựa này, nếu như anh chị không thích đó, thì tháo ra. Đây, rất là kỹ nha. Đấy, để đồ lên bị chạy miếng nhựa rất là nhiều nè, thì theo em này nên về tháo miếng nhựa ra cho miếng nhôm này ra cho nó tiện nha. Đấy, MG ZS bản Lux. Đấy, trang bị cho mình là phim cách nhiệt của Vincorp nè, bảo vệ rất là tốt nha, cách tiêu UV cực kỳ tốt luôn. Đấy, bảo vệ gia đình cực kỳ mềm, cực kỳ tốt nha. Đấy, phần này phần da nè, da đen phó chi đỏ rất là sáng, xe sạch sẽ. Thì hàng ghế thứ hai hầu như không có dùng đến quý vị, tại vì đi có mới 8.000 km hơn à, 8.400 chưa qua đây xong nữa. Đấy, trang bị cho mình là thảm sàn 5D luôn, trần nguyên xin, tại vì có cửa nóc nè, cửa sổ trời toàn cảnh panorama hơn hẳn so với đối thủ nè. Đấy, nên là trần nguyên xin là được anh quý vị, không cần phải trang bị gì thêm. Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai luôn nha, rất là mát, rất là sâu. Đấy, rất là sạch sẽ, thì nói chung thua mỗi xe hãng thôi, rất là mới. Đấy, trang bị cho mình là ghế điện nha, 6 hệ thống là 6 túi khí rất an toàn nha, ghế điện nhưng mà chưa có vị trí nhớ ghế đầy đủ. Đấy, đèn là đèn tự động nè. Đấy, có cờ rui cần cho ở đây, gạt mưa cũng tự động nha. Đấy, tờ lái bộ lăng thì rất là mới luôn, rất là sạch sẽ, chưa có dấu hiệu bong chóc gì, chắc chắn rồi, mới đi có 8.000 km hơn. Đây, phần quan trọng đây quý chị, 8.450 km là ô đô chuẩn em đó nha. Bên em cam kết bằng nhận bản ô đô chuẩn nguyên zin, nếu xài tặng xe luôn. Đấy, khẳng định đến quý anh chị vậy luôn cho nó dễ vào quẹt. Đấy, điểm nổi bật trên cái con MG ZS này hơn hẳn so với đối thủ là màn hình zin theo xe là rất là nhiều công nghệ an toàn theo xe luôn. Đấy, bao gồm nè, đây, ba treo lái, các tính năng này thì setting trên vô lăng rồi chi tiết xe thôi. Và đặc biệt cam 360 nha quý anh chị. Đấy, cam 360 zin theo xe nha, chứ không phải trang bị thêm nha. Đấy, rất là tiện luôn. Số tự động, phanh tay điện tử, auto horn, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đây, em quay cho quý anh chị xem. Đấy, trong phân khúc này thì làm gì có đối thủ nào mà cạnh tranh được option nhiều như MG ZS. Công nghệ thì miên man luôn, ABS, EBD, cân bằng, độ đều, khởi hành ngang dốc, độ đầy đủ luôn. Rất là nhiều nha. Quý anh chị xem sao à, rất là sáng. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh 5 chỗ gầm cao mà trang bị thêm cửa sổ trời rất là sáng, xe sạch sẽ nha. Rồi, mình cùng đi vào với phần nắp capo là khóa động cơ nè. Rồi, mình cùng đi vào chi tiết với nắp capo là khóa động cơ 1.5 cho ra công suất 115 mã. Thì so thua thiệt hơn là động cơ nhỏ thì nó cũng yếu hơn nhưng mà nó tiết kiệm hơn nha quý anh chị. Không sao, vấn đề này đi nó tiết kiệm hơn động cơ nhỏ mà. Để quý anh chị xem, ốc mát cao chỉ mới nói nguyên xin nha. Đấy, các đường gân bánh chỉ đâu còn nguyên zin hết, chắc chắn rồi, mới đi 8.450 km mà.
thì tất cả các xe bên em bán ra đều cam kết chất lượng tuyệt đối, tại bên chị xe không lâm động tai nạn, thì kết hồ sơ pháp lý rõ ràng, bảo tài hãng toàn quốc. Nên như anh chị xa xem được video của em á, alo cho em shop, cũng như là em gửi hình ảnh video chi tiết qua Zalo cho anh chị xem tham khảo, rồi ở nhà chuyển cọc, rồi bên em sẽ hỗ trợ bàn giao xe tặng nhà, rồi kiểm tra tất hãng hảo phương tiện nha. Hiện tại thì mua bán xe online là chính, nên là việc gì cũng làm online, chuyển tiền uy tín đặt lên hàng đầu, nên là quý chị yên tâm cam kết bằng giấy tờ nhân bản nha, phun tiền rồi hả giao xe nha quý chị. Đấy, nhanh tay alo chấm đất sớm nha. Đấy, rồi tổng kết lại luôn là trước mắt quý chị là một con MGZS bản lách đời 2021 đi siêu siêu lướt 8.450 km, giá bên em đang chào bán là chỉ hơn 500 gần 600 nha quý chị. Đấy, 600 hơn xíu. Thì quý anh chị cùng comment cho đổi cho em là cái giá nào là phù hợp nhất đối với con xe này nha. Đi siêu siêu nước luôn, công nghệ miên man, trong phân khúc thì chắc là khó có đối thủ nào cạnh tranh. Giá mềm, công nghệ nhiều. Đấy, tới từ thương hiệu Anh Quốc nhưng mà nhập là nhập Trung Quốc nha, lắp ráp là Trung Quốc nhập về. Đấy, thì thường quý anh chị rất thắc mắc là xe này xe Trung Quốc thì cũng có thể, nhưng mà hầu hết thì xe thì hiện tại trên thế giới là đều lắp ráp tại Trung Quốc và toàn bộ nha, lắp ráp tại Trung Quốc nhập về hết. Đấy, linh kiện đồ lắp ráp tại Trung Quốc hết. Đấy, rồi nếu như quý anh chị có quan tâm mới vui lòng liên hệ cho em Đức sớm nha. Số điện thoại em là 0889922878, trên trang đó em có ghi ra. Thì cứ comment trao đổi với em, thì bên em còn rất nhiều dòng xe, cứ quan tâm xe nào, nhu cầu xe nào đi Tết thì nhanh thể alo cho em nha. Thời điểm này là mua xe giá cực kỳ, xin lỗi quý chị, giá cực kỳ mềm luôn, giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, siêu siêu rẻ nha, từ 5 chỗ 7 chỗ, gầm cao gầm thấp, bán tải máy xăng máy dầu đầy đủ tất cả các mẫu mã, gần 60 đầu xe để phục vụ quý anh chị luôn. Đấy, nhanh tay alo cho em rất sớm nha, em sẽ gửi cũng như tư vấn hỗ trợ cho quý anh chị xem xe chi tiết nhất để quý anh chị chốt xe có xe đi Tết sớm nha. Rồi, nhớ cho em xin một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị nha. Bye bye quý anh chị nha.